Năm nay, Tết Nguyên đán rất gần với Tết Dương lịch, chỉ cách nhau 20 ngày, nên công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân đón Tết được Bộ Công Thương tích cực triển khai từ sớm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân. Thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Ngày 8 tháng 12, Bộ Công Thương đã chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023, kết hợp với phiên họp thường kỳ của Tổ điều hành thị trường trong nước tháng 12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhận định, dự trữ hàng hóa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 10-12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, dầu ăn và đường. Do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá các mặt hàng thiết yếu năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Còn theo báo cáo của các địa phương, sau đại dịch COVID-19, người dân có xu hướng tăng chi tiêu cho mua sắm. Thị trường hàng hóa giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán được dự đoán sôi động hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu hàng hóa tăng cộng với việc Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên công tác dự trữ chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đã và đang được các địa phương, doanh nghiệp gấp rút triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị phân phối lớn cũng khẳng định đã chuẩn bị đủ lượng hàng phục vụ Tết. Đến thời điểm này thì chúng tôi có 32 doanh nghiệp đã đăng ký chương trình bình ổn với thực hiện cung ứng hàng hóa trên 12.000 điểm bán hàng. Trong đó thì có 132 siêu thị, trên 8.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp chuyên danh, 1.269 cái cửa hàng truyền thống tại chợ, 517 cái bếp ăn tập thể và 90 cái điểm bán hàng ô cốp ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố và gửi Ngân hàng Nhà nước để chuyển cho các cái doanh nghiệp, cái ngân hàng thương mại ở trên địa bàn thành phố để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn vay vốn với cái tổng trị giá khoảng gần 1.000 tỷ để có cái nhu cầu nguồn vốn đáp ứng cho cái sản xuất kinh doanh. Tôi đã phải tính toán và báo cáo với Bộ trưởng là chúng tôi đã phải gửi văn bản về Sở Công Thương các tỉnh thành phố và Sở Nông nghiệp các tỉnh thành phố để cung cấp cho chúng tôi cái danh sách các cái sản phẩm mà những cái mặt hàng của thành phố còn thiếu và cái sản lượng cung ứng cho Hà Nội các tỉnh cam kết được bao nhiêu để chúng tôi cân đối. Và hiện nay thì các tỉnh đều gửi cái danh sách về hỗ trợ cho Hà Nội là cơ bản là đều vượt cái nguồn cung mà Hà Nội đang có cái nhu cầu. Cái kênh thứ nhất là từ các cái doanh nghiệp bình ổn thị trường. Thì các cái doanh nghiệp bình ổn thị trường là hiện tại là chiếm khoảng từ là khoảng 25-30% cái nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cái kênh thứ hai là từ các cái chợ, là thông qua chợ đầu mối và khoảng các cái chợ truyền thống và các cái cửa hàng bán lẻ, thì cái kênh này chiếm khoảng 55-60% cái nhu cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và cái kênh thứ ba là thông qua các hệ thống phân phối hiện đại, là các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại và các cái cửa hàng tiện ích. Thì thông qua cái kênh này thì cái khối lượng cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua kênh này chiếm khoảng 15-20%. Nguồn vốn để mà chuẩn bị nguồn hàng cho thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 20.000 tỷ. Thì trong đó là 8.000 tỷ là phục vụ cho hàng bình ổn thị trường. Và riêng mà một tháng Tết là từ ngày 1 tới ngày 30 tháng Chạp đó, là khoảng 12.000 tỷ cho doanh nghiệp bình ổn thị trường và khoảng là gần 5.000 tỷ là phục vụ cho hàng bình ổn thị trường. Thì với cái số lượng, cái lượng hàng và cái nguồn vốn như vậy thì cũng tương đối là đảm bảo chi phối cái lĩnh vực trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường thì vẫn cam kết trong vòng 2 tháng, thì một tháng trước Tết và tháng sau Tết thì không có điều chỉnh tăng giá bán hoặc là điều chỉnh đối với các cái mặt hàng thiết yếu mà đã cam kết đối với chương trình. Từ tháng 8 chúng tôi đã làm việc với lại các nhà sản xuất để mà có được một cái dự báo về sản lượng, cũng như là nỗ lực trong cái việc mà chúng ta có dự báo sớm thì chúng ta sẽ có được cái nguồn hàng, chuẩn bị được cái nguồn hàng với cái giá cả hợp lý nhất cho năm, cho Tết năm nay. Chúng tôi cũng đang dự đoán là cái doanh số Tết nó sẽ tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 30%, và chúng tôi đang dự trữ đầy đủ hàng hóa cho giai đoạn Tết. Và hàng hóa thì bây giờ đã bắt đầu về đến các cửa hàng siêu thị, cũng như có rất là nhiều các cái chương trình khuyến mại ưu đãi hấp dẫn để dành cho người dân.
Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng thời làm tiền đề để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023 của Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Trước hết, đối với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng tôi đề nghị là tiếp tục chỉ đạo các ngành nông nghiệp địa phương có kế hoạch giải pháp đẩy mạnh sản xuất, nhất là sản xuất những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời phải chú ý bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật tư, nguyên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đối với Bộ Tài chính, chúng tôi đề nghị là tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương trong việc theo dõi rất sát cái diễn biến giá cả thị trường, nhất là hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, các mặt hàng thuộc cái diện bình ổn giá. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúng tôi đề nghị tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tại các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết với lãi suất ưu đãi để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng nguồn vốn và tăng cái nguồn hàng dự trữ để góp phần bình ổn thị trường. Đối với chính quyền các tỉnh, thành phố, thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các địa phương đẩy mạnh sản xuất nhưng mà phải gắn kết với thị trường. Phối hợp với Bộ Công Thương, chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng các phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ trong dịp Tết. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hàng hóa phục vụ Tết, thì chúng tôi đề nghị là các đơn vị sản xuất thì phải chủ động kế hoạch sản xuất, nhất là sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, có kế hoạch dự trữ và cung ứng hàng hóa trong dịp Tết phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn. Thứ hai là dự trữ vật tư, nguyên nhiên vật liệu một cách hợp lý, tiết giảm chi phí, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nhằm duy trì cái nguồn cung ổn định và duy trì cái hoạt động sản xuất một cách bình thường. Các đơn vị kinh doanh thương mại chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường, đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, nhất là ở các khu vực nông thôn, những vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để nhằm cung ứng tốt nhất các hàng hóa thuộc diện bình ổn của thị trường nói chung và của hàng Việt của chúng ta nói riêng đến các thị trường, các địa bàn. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện tốt việc dự trữ lưu thông theo đúng quy định, thực hiện nghiêm cái tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao, nhất là cái kế hoạch nhập khẩu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần phải xây dựng các kịch bản dự báo nhu cầu sử dụng điện trên phạm vi toàn quốc của cái dịp Tết cũng như là cả năm 2023. Chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, các tổng công ty phát điện, các tổng công ty phân phối điện lập phương án vận hành và huy động các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia có dự phòng một cách hợp lý, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, về an ninh của hệ thống điện, bảo đảm vận hành tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống. Đối với các đơn vị thuộc bộ thì chúng tôi đề nghị là tinh thần chung là theo chức năng nhiệm vụ của mình, các đồng chí phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Vụ thị trường trong nước, theo dõi sát diễn biến thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan đánh giá tình hình cung cầu các mặt hàng, nhất là mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư nông nghiệp, năng lượng trong dịp cuối năm, trong dịp Tết và phải có phương án chủ động trong mọi tình huống. Các đơn vị cục công nghiệp, điều tiết điện lực, hóa chất và dầu khí tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý duy trì hoạt động sản xuất các mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm chế biến, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, xăng dầu, điện và phân bón, bảo đảm cung ứng đủ, ổn định hàng hóa, vật tư phục vụ nhu cầu cho sản xuất và đời sống nhân dân. Đối với cục xuất nhập khẩu, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là mặt hàng nông sản đến thời kỳ thu hoạch trong giai đoạn cuối năm. Tổng cục quản lý thị trường phải triển khai ngay kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cục xúc tiến thương mại thì chủ động phối hợp với các sở công thương địa phương tổ chức tốt các hội chợ xuân, các chương trình xúc tiến thương mại nội địa, hưởng ứng của hoạt động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
và chương trình đưa hàng về nông thôn, về các khu cụm công nghiệp để phục vụ người lao động.